Vâng, còn về tình hình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì hiện nay xâm nhập mặn đang giảm nhanh do khu vực này đã bước vào mùa mưa và có nhiều ngày ghi nhận những cơn mưa lớn. Và dự báo vào ngày từ ngày mùng 5 trên mùng 10 tháng 6 tới thì danh mặn 4 gram trên lít phần lớn sẽ ở trên các sông là từ 20 đến 35 km, chỉ riêng sông Vàm Cỏ Tây danh mặn vào khoảng từ 60 đến 70 km. So với các kỳ trước thì xâm nhập mặn giảm hơn một nửa. Đáng hơn nữa là các khu vực này đều có hệ thống công trình bảo vệ, hiện nay đang bị rửa phèn để chuẩn bị xuống giống vụ hè thu, thế nên không ảnh hưởng gì đến lúa cũng như cây trồng. Những ngày gần đây thì đồng bằng sông Cửu Long đã xuất hiện nhiều cơn mưa lớn, nền đất yếu đã khiến cho tình trạng sạt lở gia tăng, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa đến tính mạng của người dân. Vụ sạt lở mới nhất xảy ra sáng nay tại bờ sông Bình Thủy thuộc phường Long Hòa của quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 40m, ăn sâu vào đất liền 8m, là một phần của 10 căn nhà bị sạt xuống sông. Trước đó thì tuyến quốc lộ 80 đoạn bờ sông Cái Sắn của quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cũng xảy ra một vụ sạt lở gây khó khăn cho xe di chuyển giữa thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang. Và chỉ trong 2 tháng gần đây trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã xảy ra khoảng 10 vụ sạt lở làm hư hỏng hàng chục căn nhà, thiệt hại ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Vâng, dù chỉ mới là những cơn mưa đầu mùa thôi nhưng mà ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở bờ sông. Mới nhất là ở Trà Vinh thì đã công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông Cổ Chiên tại huyện Châu Thành. Còn ở Sóc Trăng thì đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại ven bờ sông Hậu.